Hai em xin chào quý anh chị cô bác và các bạn nha. Hôm nay mời quý anh chị cô bác và các bạn cùng cha con em lại tiếp tục đi thu hoạch nha. Rồi qua đây ba mình kia lấy kéo qua bên đây mình cắt có ít mồng tơi trong đây nè. Giờ đi hái mồng tơi. Còn ba mình ổng đi lặt lặt mấy cái rau dền dại các bạn nó mọc các bạn. Đây. Đây có ít mồng tơi. Ba trong đây cũng có rau dền nữa. Đây, mình được mấy chậu nè. Đó, có mấy cây. Bây giờ mình đi còn cái đó sao nó quấn quéo nhìn nó không đẹp bạn. Đây, giờ mình đi cắt ít rau dền này đi ha. Trời nắng đó. Rồi còn nào còn lấy mập lúc hấp dẫn vừa quá. Đây còn mấy cọng nữa. Bên đây thì nó không được đẹp, sao bên đây nó cứ không được đẹp hoài chả hiểu nó bạn nè. Ấm nhà chồng mình nó không được đẹp. Ăn này cũng được nhưng mà không có đẹp. Này chắc mình cắt bỏ nữa quá. Bữa mình cắt bỏ lần rồi. Này. Quốc luôn. Đó bắp kế bên luôn ba, kế bên luôn. Đó, ôm gỗ là chạy theo tưởng cho ăn. Đó. Rồi bà mười bà cứ hỏi có rau má không mà con nói rau má ba xới lên kiểu đó rồi giờ có cái nào mọc ra được đâu ba. Chắc mất giống luôn rồi ba hả? Rồi mất giống luôn rồi sao bán ta trời. Tại rau má bữa ba mới hỏi, ba coi có rau má chưa, có con nói ba đè ba xới lên rồi giờ chưa có đâu. Mấy cọng này sau này nó nhỏ nhỏ không chưa bự dữ ta. Đây con này có một cặp. Dài ghê chưa bạn. Ủa nó dài từ đây dài xuống dưới dưới này luôn. Đó đã kìa. Cặp này thấy con này khó. Nó chưa bự dữ này chứ. Đây đây, đây có được mấy cặp nữa. Hái đại luôn cặp đi. Đây nữa. Con thấy được được rồi bà hái đại đi bà. Cho nó đủ cặp. Xong rồi bà ra đây rồi bà nói nó nằm trên này nè. Nó hơi cao nè. Đây nè. Thấy mấy bạn nằm trên này nè. Nó hơi cao mình hái tới. Đến đây hỏi ra mình coi. Xong rồi chắc ba phải đi vòng ra đây dùm kỹ trong đó đi. Trong này chắc hái được.
Còn hai cái đó là hái được rồi đó, nhưng mà nó cao quá. Còn cọng này nè, nó lôi ra, nó cọng đó để bỏ xuống bớt mới hái được này đó. Xong rồi ba găm mấy ngoài này nghe ba. Đây nè. Ba hái luôn cái cọng bự kế đi. Cọng kế đó hái được đó. Ừ. Cọng kia thì còn hơi nhỏ. Con nào nó ra. Ừ, cặp đó hái luôn đi. Chặt chặt. Không dạch tao không thấy. Còn bên đó đó bạn. Đó. Rồi đây nè. Đó. Đang làm phòng rồi thấy không? Ngay cái chanh này nè. Đó. Lần lát mình qua mình hái sau nha bạn. Và đi dọc mé bên đây. Đi đi nguyên cái con đường mấy anh đây trước. Rồi cái mình đi qua đó mình kiểm sao vậy đó. Tiếp mình thấy nó quặn quặn nghèo quẹo quẹo rồi bạn. Nó ốm nó cao nó quẹo qua quẹo lại. Ông bực rồi đó bạn. Có thể là ông đó. Có thể là tao giết nè. Mà bữa nay ở đây cũng ít trái thiệt rồi ba ha. Ừ, ăn chỗ này nhiều lắm mà nè. Bên đây nè. Đây là ăn đầu tiên tới giờ luôn mà. Có thể là ấy đi rồi xới lên cho đất nó nghỉ ít hôm mà mấy cái cà nâu á ba. Trồng chục cái cà nâu ngay đây được rồi. Thì bây giờ ươm nó ra bầu lớn trước hay gì? Cho nó bự thêm chút nữa. Rồi hả, đem nó xuống đây để hả? Vậy bỏ không đây luôn hả? Giờ ba trồng gì mà ba miếng ba xới lên nó vô bới à? Nhốt đâu. Tối ngày thả gà ra. Rồi nó đi nó bới cùng hết bạn. Giờ trồng cái gì cũng sợ chứ. Tụi nó bới dữ lắm bạn. Ba ơi coi nè, nhánh nó nè ba. Đây là cái nhánh của nó mà cũng có trái này nha các bạn. Vô đây theo con thấy ba đứng ở trong đây ba cắt nó dễ hơn nè, cái ba có thể tiễn bớt một mớ lá nè. Cái cây ớt quá trời. Này ba, ba không cắt bẻ à. Nè, thấy cái lá này quá trời nè. Ừ. Đây nè, ừ. Cắt bỏ bớt mấy cái lá đó bớt bạn. Quá trời nè, lá nào nó lấy như con trâu á. Không. Vậy hả? Ba mình muốn để thêm bạn chứ thì cái trái này còn non lắm ấy ba. Ông muốn để thêm giống à. Tại bữa hổm bình thuộc giống mình cho chú mình hết rồi. Bữa ông chen nó không lên gì. Còn phải cái cây đó luôn không? Ờ, cây cũng xòe à. Cây nào mà chi nhánh ra đều lúng nó mà có chừa cũng được. Thấy thế trái này còn non quá. Trái này cắt đi, trái này để trái này. Ờ, trái bên kia nó xuống thẳng hơn. Đó, rồi giờ chừa trái này nữa. Chừa luôn cái trái này nè bạn. Đó, còn non đó bạn. Nhưng mà thôi kệ chừa đi. Ba mình muốn chừa đang có giống á. Tại hầm gà tính ra mình chừa mới cũng có 3-4 trái chứ gì hết ba. Tại cái loại gì cái giống này là bạn, bạn coi cái thân cây nó là bạn, quay cho bạn coi cái gốc của nó nè bạn thấy không, cái gốc đó nó bự vậy đó bạn, mà nó ra nè, nhánh nè, nhánh nè đó, nó chia ra nhiều nhánh đó bạn, và nó sẽ nhiều trái đó, bên đó cũng vậy nè bạn. À, nó chia ra bạn thấy không. Nó có ba cái nhãn lồng bên đó mình nói để mình đi về nhổ nó mà chưa rảnh kệ đi, nó đi ra ngắt ngọt đọt nhãn lồng vô ăn rồi nhổ ruộng dây đó mà chưa gái bên trong trái trong mà ừ kế bên luôn, kế bên luôn đó, đây nè, đây nè, kế bên nó đây nè. Rồi cắt bớt lá luôn đi.
Rồi tới cây này. Rồi cây này với cây này. Trái. Trái mắt mè. Trời ơi. Hai trái. Rồi, rồi cắt trái đi. Qua bên đây bạn ơi. Ai. Bên đây cũng có nữa nè. Nó ngon lắm bạn, tại mình bẻ chứ thực ra ngon. Kìa, đây nè, trái dưới này nè bạn. Còn trái nhận nghi ngửa là sao giờ? Trái đó đó. Dạ hả? Cái quýt, từ cái quýt mà bà từ cái cành thôi bạn, mình dâm thôi mà không ngờ nó ra rễ bạn. Mà mình không có làm gì đâu, mình chỉ cắm nó xuống đất rồi cái mình dâm ẩn ẩu nó. Vậy mà cuối cùng bây giờ nó lên thành một cái cây quýt cao bằng ba mình luôn rồi bạn. Mà nó chưa có trái rồi bạn. Đó chính xác là mình cạo cái cành ở ngoài chợ á, đây trong đây có bạn. Cái cành ngoài chợ á bạn, nó bán cái chín vô trong cái trái á. Vậy mà mình dâm được tổng cộng hôm ra mình thấy sống ba nhánh đó bạn, ba cây đó. Một cây nhỏ hơn mà dâm sao mỗi lần kiểu đi chợ cái mình mua về mình ăn đó bạn, cái có cái nhánh cái bắt đầu mình dâm chỗ khoai mì bữa hôm bẻ lên lại nè. Cái này là cái hồng của mình rồi bạn, hồi mua thì nó hồng giòn đó mà không biết trái trăng gì hôm thì không biết. Trời ơi nó bắt đầu rồi. nó bắt đầu rồi cái đọt người ta chuẩn bị bông bông lá nè bạn, nè cái nách này là nách bông nè, ông cắt rồi kệ nó, quá trời rồi đậu gồng tùm. Ê trời kìa bác, trái nè, trời ơi nó nằm đây nè. Thử thấy đường đâu hái tơi trên cái ổi người ta bạn, ổi nè, cái trái ổi nè, mấy bạn thấy nè, nè trái ổi nè. Ủa không được ruộng bỏ cái vàng hết rồi, quá trời không thấy trái trăng nè. Cái trái nè, tắc mỹ ngọt đó, đang thèm hái quất. Mời bạn ăn nghe chua quá, dở ngọt. Cái hồng sô cô la bữa hổm ba cái bông, cũng hai cái còn cái bạn, sao xấu xí quá mình cũng chẳng hiểu. Này tuốt vô bên trong đó bạn, bên trong có không đi qua lọt luôn. Đó, tới nữa. Con thấy tới nữa có đó. Ba mình ổng hái là nắng mà chui chui vậy nè. Ba khoai mỡ lên lẹ ghê bạn. Bữa hôm mình trồng nè bạn. Đó, khoai mỡ. Mình trồng khoai mỡ dưa gan chung mà dưa gan nó phát không bằng khoai mỡ nha bạn. Ghê chưa? Cái rồi đây là cây mãng cầu, mãng cầu nhỏ bữa hôm có cái trái các bạn. Ra cái hơi phát hiện con gì ăn hết nửa trái của mình rồi bạn. Chín cây á. Quên đâu để ý đâu. Rồi nó chín nọ không hay bạn. Ổn ghê luôn. Kệ cái còn con nữa cái mình ăn luôn. Dạ, ngon. Để đây con cầm cho ba. Cẩn thận á. Rồi ngay đầu luôn. Bữa đây ve lại cái ăn trái nha. Tới tới.
Trái này sao ba? Trái này nhỏ xíu à? Mấy cái quỷ ngoài này chết ta. Đây nè, cái mặt đây nè. Ghê kìa, qua mấy bên kia bạn ơi. Đây bắt đầu hết thấy đường. Đây, bỏ vô đây. Dạm qua bên đây. Đó âm cầm bám chung vô là mình hết thấy đường quay. Cái gì mà nó cao thế ghê không? Cao 2 mét rồi còn gì nữa. Đậu bắp mà cao 2 mét. Mà bạn coi nguyên khu vực đó đâu có cây gì, đâu có nắng đâu mà che nó đâu, bạn thấy rõ ràng không, nguyên khu vực đâu có nắng đâu. Ủa đâu có cây gì mà che mất nắng của nó đâu. Mà tại nó muốn phát là nó phát thôi. Nó phát nó cao vậy đó bạn, chứ thực ra là không có cái gì mà cây nào mà gặm gạp để mà che nắng cho nó, rồi cái nó vượt lên đó, nó kiếm cái nắng không có nha bạn. Trời ơi cái trái đó nó bự mập kìa. Cái nha, cái đó là để được các bạn, cái đó là của cái trái ấy đó bạn. Ôi, bên đây muốn hết rồi. Sẵn đây có mấy bông thiên lý rồi bạn. Hái luôn mà. Cái đầm. Để bắt đầu đi hái bông thiên lý. Vậy chứ đi thu hoạch cũng mệt lắm nha các bạn. Trồng là đã cực, đã mệt. Mà tới hồi lúc hái nó cũng cực, nó mệt luôn bạn. Mồ hôi mồ kê không có lúc nào mình vơi trên mặt hết. Dạch dạch, không dạch, nấp, nấp lùm. Mà tối ngày nó đeo hoài, ba đeo lên trên đó mà nó lại tốt trên đó mới ghê chứ. Lại bông nhiều trên đó nữa. Ừ.
Để ba mình hái khúc này, mình lại khúc kia. Trước khi đi lại kia, dậm dưới đất này cái. Ba mình tính cắt cái bầu này rồi bạn. Đó, bầu này của cái dạng ngoài sau. Đã rồi, con nó có trái nhỏ xíu mà. Cái nhỏ đâu, cái nhỏ này nó ở trên kia. Không có, con nó cái trái đó đó. Nè bạn, bầu sau mà loại nó ngắn bạn. Cái này nó bị sâu nó la liếm cái đít này bạn. Đây con sâu nè. Rồi, đẹp gái, ngon lành. Bỏ vô đây. Ba mình quyết định đi cắt ít đọt lan bạn. Mình đi hái bằng thiên lý để ông cắt đọt lan. Đội lên, nắng quá, trời nắng bằng ơi. Tươi non, tạng dây gan nó bự rồi bạn. Đó, toàn ten rồi. Bên trong có trái bự hơn các bạn, mà mình không có thấy. Giờ mình thấy nó bự hơn cái trái này luôn nha bạn. Thường trái này mình thụ phấn đó. Nói không cũng quên. Hôm qua đi nguyên ngày ra ngoài chợ làm giấy tờ bạn. Không có không. Không có nhà chăm sóc cây cối rồi. Thôi mình hái tiếp tục cái này của mình đi. Ngồi cắt vô là. Bây giờ mình sẵn có đầu bắp ngay đó và quất mấy trái đầu bắp rồi luôn nha. Ớt chín này. Ớt chín này. Sẵn là hai. Giờ là đi ngang chỗ nào được nào là quơ liền cái đó nha bạn. Mà tranh thủ hai cha con cùng quơ nha. Lý do là trời nắng đó bạn. Nắng lắm bạn ơi. Ở Việt Nam mấy bạn biết mà. Nắng nóng lắm. Trời đó trái ớt chín cái đằng kia cái nè. Rồi giờ đi ngang qua cái chỗ này nó chật dữ lắm ạ. Mày dư leo chỗ đó lớn. Rồi nó chật quá rồi thành ra tranh thủ đi đụng cái gì là hái liền cái đó. Rồi cái là xong một cái tour đó mình đi tới là mình đi vô luôn bạn. Tại vì giờ đây nó chật quá đi khó lắm bạn ơi. Nè. Bạn thấy không? Nè, để cái gỗ cái đụng sát vách này nè. Để phải đè lên chân mình. Không có chỗ đi luôn bạn. Sau lưng ba trái nè. Rồi ba cắt bỏ bớt mấy cái lá này luôn đi bà. Ngoài này nè. Ngoài này nè. Nó ve đường đi nè. Ừ. Bỏ xuống. Bớt mấy cái lá chụp cái khác. Nó bên đây mới đọt lan bên đây vẫn còn giờ cắt thôi chắc mình bỏ máy xuống đi cắt phụ ba mình đọt lan cho lẹ bạn đây để lâu rồi mới làm móng hôm qua luôn bạn hồi mà ngắt đọt lan cái ta nói cái đầu móng tay đen thù lùi thôi một là ông ngắt hai là đưa kéo mình rồi. Chứ để mới làm móng hôm qua bạn. Móng tay cũng chừng mới hôm qua mà giờ ngắt đọt lan nó đen dữ lắm bạn. Nè hôm qua ngựa ngựa làm móng nè, móng nó mới trắng vậy bạn. Chứ bình thường mình ở vườn móng tay mình đen lùi rồi bạn. Không phải mình ở dơ bạn. Mà tại vì tối ngày bốc đất không mình lấy đâu sạch nổi. Đó rồi. Rồi bỏ máy xuống bưng giờ bà. Tại vì lý do không có chỗ mà để mình đặt cái chân máy quay xuống luôn. Mà thấy nó lồi lõm không. Không có chỗ để mà mình để xuống rồi mình quay phim cho đàng hoàng luôn bạn. Thành ra cứ cầm máy quay vậy hoài nè. Người hái thì người quay vậy là lý do đó đó bạn. Ôi ba ơi cái nhánh bầu bà làm mơ bà kéo qua nó leo lên tới thằng nó leo tới sầu riêng rồi leo đâu không leo trời ơi mày leo vô cục vàng sầu riêng của tao sao cho mày leo được nguyên một cái vàng vậy đó mà không chịu đâu đó bò lên nhánh sầu riêng gì sao được rồi quăng nó vô trong đó thôi trời ơi không ba còn được không cây đó hả cây hãy mà cái cây mà nhiều nhánh đó bạn ví dụ như vậy nè bạn nè đó là ba mình để được cái trái rồi bạn thấy không trái bự chảng luôn bạn nè nó nhiều nhánh nè một cái gốc nữa nè mở chia là nhánh này nhánh này nha chứ không phải lá rồi bạn nè nhánh nè thấy không đó nhánh nè đây đây nhánh nữa nè thấy chưa ở đó nhánh nè bạn lên cái thân của nó nhiều nhánh bạn để giống nó được tại vì nhiều nhánh thì nó nhiều bông nè đó thì nó sẽ nhiều trái hơn bạn rồi cái đọt chánh nó vẫn có bạn thấy không đó nên giờ mấy trái đó để được giống mới ngon bạn ngồi dưới đây nè bạn cái mình quay lên rút rút ở cái đường cái chỗ cái bên đường hẻm nè bạn ngồi đây nó mới có được một chút xíu cái mát như vậy đó mình quay lên mà có chỗ đứng lên cũng không thấy đường mất rồi vị trí bên đây còn rồi nghe ba đây nè còn
còn đặng chưa hái nữa. Còn bên đó đó bạn, còn khúc đó chưa hái, bạn mới tới giữa cái chỗ bụi lùm này hả bạn. Ôi ơi, tao nói thiệt, mai mốt mà giải phóng được mặt bằng ở chỗ này chắc mình mừng lắm thiệt. Mà ăn này hơi bị lâu. Ê, nghe tay bên luôn, nghe tay bên luôn. Đó, hai trái luôn, đây trái, đây trái, kế bên luôn. Bên đây nè. Nhưng mà nói vậy chứ thực ra là đây ăn cũng hơi bị dai. Tại nó mới bắt đầu có trái rồi bạn. Bên đây nè bạn, mới bắt đầu có trái rồi. Đó, giờ vậy nè, rổ rổ nè, đó, rổ lan nè. Đó, hết chỗ nhét rồi đó, hai cái rổ mà nó mắc đầy rồi, mà còn cả khúc nữa bạn. À, ngước lên ba, ngay đó luôn, ngước lên, đúng rồi. Chà, nguyên cái dải đó hình như ba chưa hái, bà phải đi ve lại. Trời ơi, vậy là hái cái dải kia, dải này chưa hái được bạn. Giờ đi ve lại nè, đây nè, trái này còn nè. Mới cắt đọt lan rồi, chui 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 khúc đó, chứ chưa có hái đậu bắp. Nãy giờ cắt đọt lan dưới đây nè bạn. Cắt xong đọt lan rồi, giờ quay lại cắt đậu bắp tiếp. Coi như là đi tới chỗ nào là... Bởi vì con nói bà cắt bớt lá đi, để nó quẹt vô mắt. Lá này lông không à, có sao không ba? Để nó xốn á, lớp mồ hôi chảy vô mắt là đã cay rồi. Bởi con nói cái lá nào mà không cần thiết nó dư á, cắt đại đi. Nhỏ quá không? Trái này gì? Cắt trái này, cắt luôn trái này hả? Cái nào mà đi ngang qua tầm mắt ba là ba quất nó đại đi, cái nhánh đó. Đừng có tiếc mấy cái lá là làm gì cái mẹ nó. Có nhiều trái có. Chứ bây giờ nó tùm thứ nhất. Thứ hai đi là nó quơ quẹt, gặp mình lùng quá bạn, giờ nó cao hơn mình bạn nè. Thực sự mà nói luôn là giờ nó cao hơn mình rất là nhiều bạn, nắng quá bạn ơi, mồ hôi ok đó, cao hơn không. Rồi cái mấy cái lá dưới thấp thì nó chỉa ngay bằng mặt không? Gặp nó chỉa ngay con mắt nè. Ở vô mặt á thì ba cái lông nó làm cho mình ngứa bạn, với trầy các bạn. Ô còn nghe ba, mé bên đó đó nghe ba, kìa kìa còn bên đó con trái nè kìa nha. Đó đó. Cắt bớt lá. Còn lùm đó, giờ không có chỗ để nè. Chừ hái vừa cắt. Còn mé đây nha, hồi dòm ngược lại cái. Cái phía bên đây nè. Rồi thôi mình đi. Mình lụm mấy cái này cái dịch còn lụm ngoài nè. Bữa hôm cái bưởi này bạn có bông. Mà bây giờ hả? Mấy đầu bắp che là rụng trời. Thôi kệ, mình thấy nó cũng còn nhỏ bạn, gốc bưởi này cũng còn nhỏ nên thôi. Sau lưng ba nha, cái đùm sau lưng ba dữ lắm nha. Đó, đã trước mặt luôn. Cái kế hái được luôn. Dướng, dướng, giờ dướng là ông đẩy hết rồi bạn. Chừa vài lá thôi, dướng. Giờ lâu có tiếc gì nữa trơn trọi á. Hồi trước ông tiếc lá bạn, mà mỗi lần mình cắt lá là ông chửi bạn. Mà đợt này giờ nó cao. Bạn ơi, trời ơi, giờ nó cao thiệt. Bạn thấy không, cây nào nó cũng cao hơn bông mình trơn. Đó, giờ hái là phải kéo xuống vậy bạn. Rồi cái ngã nào đâu mà khoan nha, khoan tí rồi để con bỏ xuống mới được. Bây giờ là đâu có tiếc lá nổi, tiếc cái nữa ông có đường đi luôn. Quá đầy rồi các bạn, đầy quá rồi. Đây còn đây nè, trái này nè, trái này ba vậy hả, dành hồi đó mới hái bên đó, giờ hái từng luống rồi bạn, sợ nó sót. Rồi bạn ngồi xuống cái này mệt quá. Đó, đầy hết trơn rồi, giờ hai gỗ đầy nữa rồi. Mệt thì nghỉ chút đi bay. Về là cái ngay tay bạn, ngay tay đó đó. Trái đó cũng được vậy. Giờ là hết nổi, mệt quá, trưa nắng rồi trái đó nữa bạn. Đổ mồ hôi một kê, kêu ông nghỉ chút nhưng mà ông dám cắt. Giờ bắt đầu tới đầu đũa ngay chỗ này nè bạn. Đầu đũa hồi nãy đối diện bên đó, đối diện qua đó bạn. Đó. Đây đây, có mấy cọng đậu bún hái luôn cho nó rồi. Xong là chuẩn bị vô tới khúc trong mà phải rồi đó bạn. Là gần xong rồi đó. Hai em có nhiều mà quơ vào mệt quá. Tính ra nãy giờ hái cũng tiếng mấy đồng hồ hả bà? Trời ơi, không thấy đường cộng đâu, đũa nó bự chán rồi kìa. Rất đất. Đây nè, bà coi cộng đâu đũa nè. Bây giờ sao?
Rồi nó mập như trâu luôn rồi. Ở trên ba ngay đầu ba nha. Ở đó có hai cọng. Ở trên đầu kìa. Cọng nó bỏ đi bơi. Bự rồi. Trên đầu. Cái cặp đó. Ừ. Cái chanh nè, trái đá và bóng gì mà nó còn cứng, nó bóng mà nó phải mềm kìa. Đâu đưa con, mới chạy vô đem nước để uống nè. Nó còn có miếng đậu bắp ở đây nữa rồi bạn, nghe bông cóc rồi bạn, có mấy trái cóc là thôi hái đi, tính không hái mà thôi. Đi vô coi con chó đi đâu đi theo. Bông này ra nhiều rồi bạn. Trời ơi ba ơi, sao sửa mấy cây dây gan lại đeo cái đầu bông cóc con quá. Thôi có mọ còn không ai bỏ đi chứ giờ nó cũng già rồi trái đó đó. Khoan ba cầm con sửa này lại cái nè. Nhắc cái đeo đầu bông cóc rồi hai nhánh luôn. Mệt ngồi nghỉ đi ba. Đây sửa rồi đâu, mệt thì đưa con đây nè. Rút cái này ra. Rồi còn con trái nữa ba vô ba nghỉ ba. Hết rồi bạn ơi, còn nó hai ba trái nữa xong rồi. Bạn ơi, hôm nay là tí con mình quần quật nãy giờ quá mệt bạn. Đây, mồng tơi, rau dền. Được cái bịch này là bạn, mẹ mình để trong đây mình sợ là gió mái nó héo các bạn. Rau lan một gỗ luôn bạn, coi vậy tưởng nó mới hái mà không ít ai nghe vậy. Này cũng có 2 kg bằng ký mấy á, ký mấy 2 kg. Đây. Này chắc cũng ký mấy đầu đũa nha bạn, đầu đũa non đầu mùa thành ra trái nó suông nó dài như mỹ nữ chân dài vậy bạn. Đây bầu coi ít đậu gồng này hồi đem vô bỏ bịch nữa gom đủ cửa ăn rồi bạn. Đó bông thiên lý được ít trái ớt bạn. Đây một cái rổ này là rổ gì, đậu bắp. Rồi đâu để mình kêu ba mình cân thử cái gỗ đậu bắp này nhiêu nha. Đâu ba cân thử coi bà, bỏ lên cái gỗ này có thể như là 300 gram phải không bà. Rồi đâu để lên coi coi bao nhiêu. Trời ơi, gần 4 kg, 3 kg, coi như 3 kg 9, 3 kg 8 đi. Thì trừ ra vậy là 3 kg rưỡi. Đúng không? 3 kg rưỡi, tại nó gần 4 kg. Trừ ra là coi như 3 kg rưỡi đi. Đó, đó, cũng 3 kg rưỡi rồi bắp. Rồi, mình bỏ xuống đi ba. Mình xin cảm ơn mấy bạn đã xem video của mình nha. Nếu mấy bạn thấy thích, tặng cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều mấy bạn. Chào tạm biệt mấy bạn. Vậy hả, chứ không phải ba tính cân đột lan luôn hả đâu. Trừ cái này, vậy lại cái này 1 kg đi ha, chừ 200-300 gram cái gỗ đi đó, ký độc lan nữa đó bạn, đó 1 kg mấy đó là đúng rồi đó. Rồi rồi giờ bắt đầu có người đặt mua hết rồi bạn. Trồng ra mà có người mua hết ngon hả bạn ha. Rồi bây giờ vô bịch cho khách để sẵn bạn, đàn ba mẹ mình có về sách về bán cho người ta. Rồi cảm ơn mấy bạn nha, chào tạm biệt mấy bạn. Có hai trái sugi chín bạn, con trái dưới mé sông mà nó rụng mất mẹ rồi. Mới hôm qua mình thấy nó hườm tính nay chín hay mình hái nó rụng rồi bạn. Ơi đó, rụng tới nó rụng thiệt rồi, hàng gì mấy ơi. Vậy là mai mốt nó hườm phải hái, nó rụng. Ừ, nè. Đó, hai trái seri. Lẩm mẹ anh chứ rồi. Lẩm đi. Chua chua ngọt chứ cô không chua dữ hả? Không, không. Phải không? Rồi giờ hai mấy trái dưới mấy sông đó sao hái không biết. Thôi, giờ đi bẻ bông ngót ở đây là bạn. Vô kèm thêm cho khách. Thấy nho thân gỗ hườm hườm bạn. Giờ hái bằng cỡ này được rồi. Để con gì á. Không biết con gì bạn, nó hay ăn lắm bạn. Đó, được hai trái. Rồi, hái vô cho mẹ mình ăn. Quá trời bông mà ha. Đó, cái chớm chớm nhỏ nhỏ vậy là bông không nghe bạn. Đó, à, bông đặc cây luôn. Kệ, có lấy gai ăn bạn. Mình canh nó vừa vừa chín tới, vậy là mình hái nghe bạn. Vậy cỡ vậy là cũng ngọt ngon rồi. Chứ không có ấy là chưa kịp chín nên không biết con gì bạn nó ăn tần phải. Rồi, vô. Ba mẹ mình đang sắp xếp ba cái rau đang bán cho khách đó bạn. À, nãy mới đi hái sơ ri rồi hái thêm mớ bù ngót nè bạn. Nè mẹ, ăn thử cái mẹ. Nho hơn gỗ.
Có hai trái à? Nhả hột nha. Ngọt. Ngọt. Nhả vỏ. Tại có người khoái chua chua thì ăn luôn vỏ. Ừ, nhưng mà nó ngọt, ngon. Con thấy ăn được. Có người ta nhiều quá, ta mới gì? Ta làm ngâm rượu á, còn mình ít quá không đủ ăn rồi lấy đâu ngâm rượu. Rồi đó bỏ đi. À, được mấy trái cóc nãy quên. Đây đây đây, ừ giục rồi đó. Đó, ba mình đang gom ba. Hái xong mình mẩy ra kìa, mồ hôi một kìa.